nguyên nhân gây lão hóa da mà bạn nên biết để phòng ngừa. Lão hóa da là biểu hiện của sự già nua theo thời gian. Đây là quá trình suy giảm chức năng, sự tuần hoàn máu và hệ bạch huyết, khiến da bị phá vỡ cấu trúc tổng thể khỏe mạnh trước đó. Các bao mạch dưới da suy yếu và việc đào thải độc tố ra ngoài cũng trở nên khó khăn hơn. Nguyên nhân gây lão hóa da có thể do nội sinh hoặc ngoại sinh. 1. Nguyên nhân gây lão hóa da do nội sinh. Tuổi tác, con người không thể tránh được thời gian và đó cũng chính là yếu tố gây lão hóa da chủ yếu. Càng lớn tuổi thì cấu trúc da càng trở nên lỏng lẻo. Khả năng sản xuất ra collagen, elastin ngày càng kém, khiến cho độ đàn hồi, săn chắc và căng bóng của làn da khi còn trẻ sẽ dần biến mất. Căng thẳng, stress, khi đầu óc phải hoạt động quá nhiều sẽ gây ra những ức chế thần kinh, khiến cho bạn già nhanh hơn và kéo theo tình trạng lão hóa da. Chế độ sinh hoạt không lành mạnh. Nếu bạn thường xuyên thức khuya, sử dụng chất kích thích, ăn ít rau xanh hay nạp nhiều chất béo, đồ ăn cay nóng, thì đó cũng chính là thủ phạm tàn phá làn da của bạn mỗi ngày. 2. Nguyên nhân gây lão hóa da ngoại sinh. Tác động từ môi trường như ánh nắng, tia cực tím, máy điều hòa sẽ làm mất cân bằng nước trong cơ thể và trực tiếp làm giảm độ ẩm trên da. Đây là những kẻ thù mà làn da phải đối diện mỗi ngày, kéo dài sẽ gây nhăn nheo, nám và sạm màu. Kích ứng từ mỹ phẩm. Chị em phụ nữ sử dụng mỹ phẩm với mục đích làm đẹp, nhưng nếu sản phẩm đó không phù hợp với làn da thì sẽ rất dễ gây ra tác dụng phụ như mẩn đỏ, nổi mụn, nám. Theo thống kê trên thế giới thì có rất nhiều chị em phạm phải lỗi này. Đây chính là nguyên nhân gây lão hóa da sớm ở phụ nữ, đặc biệt là khi sử dụng sản phẩm không phù hợp trong thời gian dài. Nguyên nhân gây lão hóa da xuất phát từ những vấn đề môi trường, lối sống sinh hoạt rất bình thường với con người. Nhưng có những điều họ không ngờ rằng những thói quen đó lại khiến cơ thể mất cân bằng, thúc đẩy chất oxy hóa tấn công mạnh, kích thích quá trình lão hóa diễn ra nhanh hơn. Hiểu được nguyên nhân gây lão hóa da sẽ giúp bạn có cách bảo vệ làn da hiệu quả hơn. Dưới đây là những nguyên tắc chống lão hóa cần phải nhớ. Tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp, chế độ ăn uống hợp lý, tăng cường rau xanh, hoa quả tươi, tránh rượu bia, thuốc lá, đồ uống có ga, cồn. Bổ sung thường xuyên các chất nuôi dưỡng tái tạo làn da bằng thực đơn ăn uống lành mạnh hàng ngày hoặc thực phẩm bổ sung. Uống đủ từ 2 đến 2,5 lít nước mỗi ngày. Tập thể dục thường xuyên. Giữ tâm trạng vui vẻ, thư thái. Hạn chế căng thẳng, stress. Ngủ đủ giấc. Cẩn trọng khi sử dụng các loại sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc da.